Ngày 25 tháng 10, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Theo đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, năm 2017, do cần tiền tiêu xài nên Bùi Tiến Lực 37 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình, đăng bán thận trên các trang mạng xã hội và được một người đàn ông chưa rõ lai lịch liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng. Sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh để bán thận, lực quen biết lần lượt với Hòa Phong Hải, lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận là rất lớn. Từ khoảng đầu năm 2022, bốn người trên hình thành đường dây mua bán thận nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện. Những người này sẽ tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết như giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận. Bước đầu cơ quan công an xác định Nhóm trên đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tặng thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công, mỗi trường hợp cần mua thận. Các đối tượng kêu giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 đến 400 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.